Rồi xin chào các anh chị, sáng nay là Huy đang có ở farm và muốn giới thiệu cho các anh chị cái cách mà sục khí vi sinh trước khi đánh và cái liều sùng vi sinh cho hai cái hồ 100 mét khối này như thế nào. Thì bên hông của Huy đây là bạn Duy à? Bạn Duy. Duy có thấy gì giới thiệu về sơ về mình đi coi. Xin chào các bạn, mình là Phụ với Duy, mình đến từ Quảng Nam. Quảng Nam. Duy năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 18 tuổi. 18 tuổi. Trước đây Duy có nuôi tôm không? Dạ có, được heo ba vụ. Nuôi heo ba vụ. Mà tại sao là Duy xin vào đây để mà vừa làm vừa học? Dạ tại ở Quảng Nam là chưa có thể phát triển bền ở miền Tây. Cái mục đích của Duy vào khu nuôi của OBS học để làm gì? Dạ để về phát triển Quảng Nam thêm. Quảng Nam thêm. Và vào đây được bao lâu rồi? Dạ em vừa đây được 3 tháng. 3 tháng thì từ 3 tháng từ ngày đó tới giờ là Duy làm được những điều gì? Dạ có thể học rất nhiều điều từ farm OBS. Dạ làm cái gì? Thí dụ học được cái gì? Dạ cách nuôi tôm và lồng hồ, trồng và nhiều loại. Tức là vô đây là từ ngày mà từ việc là làm cái đáy hồ làm sao, lắp cái hố xi phong thế nào, rồi ráp cái hồ ra thế nào, rồi lót bạc vô làm sao, đi đường ống oxy ra thế nào, đúng không? Rồi lấy nước vô để mà xử lý đầu vào như thế nào. Thì cái nước đầu vào lấy vô xử lý thì làm từng bước như sau, em nói lại cho anh nghe coi. Ban đầu là lấy vô là xử lý bằng clo giấm và bicoxe. Clo liều bao nhiêu? Mới 100 mét khối là thì là 1 ký. 1 ký. Rồi sao nữa? Đánh lúc mấy giờ? Dạ thường là buổi chiều từ 4 đến 5 giờ. 4 đến 5 giờ. Rồi gì nữa? Sau đó đánh BKC với giấm. BKC với giấm là một ngày sau. Ngày hôm sau đánh BKC với giấm. Đánh lúc nào? Đánh cũng khung giờ là 3 tới 4 giờ. 3 đến 4 giờ. Rồi đánh liều bao nhiêu? Cũng khoảng 20 ký cho hồ 500 mét khối. 20 ký cho hồ 500 mét khối. Đánh liều quá nặng ha. Rồi thì đó là cái đánh nước đầu vào và bao nhiêu ngày sau thì bắt đầu cấp qua ao nuôi. Kể là he đến 3 ngày. Có đánh thuốc tím không? Dạ không, chưa, có chưa kể hồ 800 mét khối. 800 mét khối thì đánh thuốc tím. Dạ. Đánh thuốc tím thì liều bao nhiêu? Em chưa biết chưa. Bên đó em không biết đúng không? 2,5 ký. Dạ. Cho một cái hồ 800. Rồi. Rồi nước lấy vô hồ này thì em thấy là nước ban đầu lấy vô thế nào? Xanh như nước biển. Trong như nước biển. Trong như nước biển. Rồi sau đó thế nào? Xử lý bằng vi sinh và vi sinh. Vi sinh FBZIM BBT. Thì cái cách sục khí vi sinh như thế nào? Là một gói cho 3 ký đường. Một gói kết hợp với 3 ký đường đánh cho một cái hồ 100 mét khối. Hồ 100 mét khối. Thì 3 ký đường đó là sục vô cái thùng này là 200 lít hay 300 lít? Hồi đó em đổ nhiêu lít? Cũng nửa hồ này không? Hơn nửa hồ. Hơn nửa hồ ha. Cái hồ này nó khoảng là 500 lít các anh chị nha, hơn nửa hồ là hơn 200 lít. Đó, hơn 200 lít. Rồi, thì một cái bịch vi sinh cộng với 3 ký đường. Mấy giờ thì em bắt đầu sục khí? Từ sáng tới 8 giờ. 8 giờ bắt đầu sục. Sục rồi để mà chiều đánh. Chiều đánh. Rồi chiều mấy giờ sục? Chiều sục qua đêm. Là mấy giờ bắt đầu sục? 4 giờ. 4 giờ sục. Rồi qua đêm rồi tới sáng hôm sau mấy giờ hôm sau đánh? 9 giờ. 9 giờ đánh. 9 giờ sáng hôm sau đánh. Còn buổi chiều là mấy giờ đánh? Chiều là cũng 5 giờ. Chiều 5 giờ đánh. Chiều 5 giờ đánh. Rồi em thấy là cái cái ao mình bắt đầu là nước nó trong như là nước hồ bơi. Và thả tôm vô và mình đánh cái tẩu tẩu gốc. Thấy không? Tẩu khuê, tẩu gốc, tẩu tha la vô. Thì em thấy là bây giờ màu tảo rất đẹp không? Rất đẹp. Và ổn định. Không có lo lắng gì tảo như hồi trước đây đúng không? Như trước đây em nuôi là một tuần là nó ra mấy màu tảo? Tuần là hai màu. Tuần là hai màu. Nhiều khi sáng màu chiều màu. Rất là vất vả. Và bây giờ pH trong hồ em thấy nó khoảng bao nhiêu? 8.8. Bây giờ nó lên 8 rồi. Mấy bữa là 7.7, 7.8 rồi. Buổi chiều là 3.8 còn buổi sáng là 7. Buổi sáng là 7.7, 7.8. Buổi chiều là 8. Nha. Buổi chiều bao giờ nó cao buổi sáng? Nha. Mới thực tập nó như vậy đó các bạn, cho nên không có lo lắng gì hết. Mình học từ từ. Rồi. Cảm ơn em nha. Rồi. Đi với anh lại giữa nhà tôm nha. Đi với anh giữa nhà tôm. Ok. Rồi. Vũ em quay màu nước. Rồi các anh chị nhìn cái màu nước ha. Rất là chuẩn. Màu nâu.
màu tha la rất là chuẩn, nước rất là nhuyễn, các anh chị thấy màu nước rất là nhuyễn và bọt rất là ít. Này bọt này là ra nó nổ liền chứ không phải là bọt lâu. Đó, và màu nước rất là trong. À, bọt các anh chị thấy là bọt trắng chứ không phải là bọt màu đậm màu. À, bọt trắng như thế này chứng tỏ rằng là vi sinh hoạt động rất là tốt. À, có một số anh chị nói rằng là tôi thay nước nhiều thì đâu cần phải đánh vi sinh, nó là không đúng. Tại vì trong vòng 10 ngày đầu các anh chị gieo tôm ha. 10 ngày đầu các anh chị gieo tôm mà các anh chị thay nước nhiều cực kỳ nguy hiểm. À, có rất nhiều anh chị comment lên nói Huy là Huy ơi cái tôm mới thả đừng có dọc đừng có phá nó. Rất là nguy hiểm, đúng, cái điều này rất là đúng ha. Tuyệt đối không có được dọc phá, đừng có chậm trong này, đừng có dậm, đừng có vô trong này nhiều quá, nó sẽ ảnh hưởng đến tôm. À, tôm nó chưa có ổn định. Chính vì vậy mà trong vòng 10 ngày đầu thì các anh chị chỉ cần chăm nước, tuyệt đối không có thay nước nhiều, xả nước nhiều. À, chăm 10 phân thôi, tức là tắt là nhiều rồi. À, si phân bỏ ra hoặc là nước bốc hơi, đó là nó làm giảm nước lại. Thì khi mà giảm nước lại như vậy, các anh chị chăm nước chừng 10%, à, tức là 10 phân là được rồi. Vậy là đẹp rồi. Đó. Chính vì vậy màu nước nó sẽ ổn định, pH nó ổn định. Đó. Và đặc biệt khi cái tảo khuê đi vào, mình đưa cái gốc tảo khuê vào thì không, lúc đó mình không có chờ, gọi là chờ thời. À, như các anh chị được biết là các anh chị đang gây màu với một cách tự nhiên, có nghĩa là luồng gió ở ngoài nó thổi vô, hoặc là bản chất trong ao nó có một cái gốc tảo gọi là nào đó chiếm ưu thế thì tự nó lên. À, có khi là tảo lục nó lên, có khi là tảo giáp nó lên, rồi cũng có khi là hên thì nó tảo khuê nó lên, gọi là tảo tha la. Nhưng mà các anh chị thấy rằng là hiếm có khi mà các anh chị được như ý lắm. À, hầu hết là xác suất 50-50. Đó. Và cái cách thay đổi của chúng ta là chúng ta bằng cách là mua hẳn cái tảo khóc. Ha, tảo gốc có thể bán được rất là nhiều nơi. À, giá thành nó chừng cỡ hơn 100 ngàn gì đó một bình thôi các anh chị, bình 20 lít. Mà các anh chị để ý là mua, nên mua cái tảo già, đừng có mua cái tảo non. Tảo già để đưa xuống, mình cái gốc tảo mình nó lên nhanh. À, thì có thể mua ở Tâm An, có thể mua ở Streamvet. À, à, rất là nhiều nơi để các anh chị có thể mua ở ngoài miền, ở ngoài Phan Rang. Và các anh chị mua họ sẽ đóng vô một cái bịch bao bóng và bơm oxy đầy đủ và họ bỏ vô trong cái thùng xốp an toàn để chở tới nơi cho các anh chị. Những cái xe có thể chở cho các anh chị là xe Duyên Hải, cái là hàng xe này rất lớn, cái hãng xe này rất lớn, họ chuyên về dịch vụ chở các cái loại tảo cũng như chở các cái loại giống cho các anh chị. Đó thì rất thuận lợi. À, các anh chị chỉ cần là gì chuẩn bị cái nước xong ha, đừng vội gây màu, chỉ đánh vi sinh là được rồi. À, test kiểm tra xem nồng độ clo còn không, phải đảm bảo là nồng độ clo phải hết, tại vì còn nồng độ clo các anh chị đưa tảo xuống, đưa vi sinh xuống là chết queo. À, cho nên nó có cái bộ test của Sera là test clo, test xong ok mọi thứ là ok hết rồi, các anh chị cái vi sinh vô buổi sáng. À, và đặt tảo thì sáng ngày hôm sau tảo nó sẽ về. À, thì sáng ngày hôm sau tảo về các anh chị đẩy tảo vào. À, đẩy tảo vào. À, 100 mét khối đẩy 2 thùng tảo là được. 500 mét khối đẩy 10 thùng tảo. Ha. Đó, Huy đang làm cái động tác như vậy. Chỉ cần 2 ngày sau tảo nó lên được như thế này các anh chị. 2 ngày thôi là màu tảo lên được rồi. Và bây giờ tôm bữa nay bao nhiêu ngày rồi ta? 8 ngày rồi, màu tảo rất là đẹp. Ha. 8 ngày rồi màu vẫn như vậy. À, Huy cam kết là màu tảo này rất là mỡn các anh chị nha, không dày mà cũng không thưa. À, không dày không thưa, như vậy là rất là ngon lành. Độ mặn ở đây 40 phần nghìn các anh chị nha. Rồi bây giờ Huy sẽ dỡ tôm 8 ngày cho các anh chị xem nha. Quay sát tôm nha em. Tôm rất là dày các anh chị, dày kinh khủng. Rồi các anh chị thấy không? Một số anh chị nói là tôm mỏng lên, Huy không có đâu, tôm rất là dày à. Tôm này không có hao gì hết trơn á. Hao không con? Dạ không. Ờ không hao. Đó. Đó, các anh chị nè, nè quay quay lúc nó có nước nè. Đó. Tôm rất là đều luôn ha. Quá ok. Trong tôm ha. Kỳ này về ngoài đó là thắng lợi hay gì? Rồi chúng ta coi hồ thứ hai. À, Huy sẽ nói thêm về cái máy này nữa. Cái bồn lọc này. Khi nào để làm bồn lọc này? À, cái bồn lọc này á là rất là hay. Khi tôm nhỏ các anh chị lọc bằng cái bồn lọc này, khi tôm lớn các anh chị lọc bằng cái máy lọc bên kia. À, khi tôm nhỏ chỉ cần cái máy nửa ngựa hoặc là một ngựa có thể là lọc được hai bằng cái hồ 100 mét khối rồi. À, ha. Còn cái hồ 500 mét khối các anh chị phải dùng cái máy ba ngựa nó mới đủ cái lượng để mà lọc. Trong 10 ngày đầu các anh chị nên lọc bằng bông gòn. Ở trong này là thả bông gòn. Bông gòn mua thì một mét thì khoảng 80 ngàn thôi, mua ở chợ lớn rất là nhiều ha. Vậy mua dự trữ một buổi là chỉ cần lấy ra thay cái mới vào và đem giặt cái cũ, phơi cái cũ, rồi ngày hôm sau làm cái này. Vậy lọc lúc nào?
nên lọc ban ngày các anh chị. Tại vì sao? Ban đêm tôm nó lột, để cho môi trường nó ổn định, tôm nó lột và nó cứng vỏ. Tại vì khi mà anh lọc, các anh chị lọc qua đây, nó sẽ mất khoáng rất là nhiều. Ban đêm mà các anh chị lọc, nó làm mất khoáng trong nước, tôm nó cứng vỏ không kịp, rất là nguy hiểm. Cho nên hãy để lọc ban ngày. Và đọc lúc nào? Lọc lúc 9 giờ trở đi. Khi cho ăn, đánh nước, đánh khoáng, tôm cứng cáp hết mọi thứ rồi, các anh chị lọc thì nó sẽ hiệu quả cực kỳ. Và lọc đến chiều là ngưng, không cần phải lọc ban đêm nữa. Thì như vậy một ngày chúng ta lọc khoảng 8 tiếng, 7 tiếng là đủ rồi. Thậm chí 6 tiếng cũng đủ rồi, là nước nó vẫn đẹp như mơ rồi. À, rồi lượng phân nặng còn lại thì các anh chị có thể siêu phong bỏ ra ngoài. Vừa lọc vừa siêu phong, nước đẹp. Cấp thêm bổ sung. À, khoáng đánh sáng chiều các anh chị nha. Đó, sáng chiều. Và hiện nay trong ao này đang ăn 8 cử thức ăn. Trong đó có 3 cử Kobe bot. Đó. Hồ này là 600.000 mấy khối nước. À, 600.000 con tôm nuôi thả, 100 mấy khối nước. À, này chưa thực sự chưa tới 100, tại vì anh chị thấy là hiện giờ độ cao của thành nó tới 4 tấc này chị. À, 3 tấc. À, thì ở đây độ cao 1m2 mà mới 3 tấc thôi. Như vậy lượng nước trong này chỉ có 90 mấy khối thôi các anh chị, chưa tới 100 mấy khối. À, chưa tới 100 mấy khối, có 90 mấy khối thôi. À. Đó, tại vì cái hồ này Huy tính ra là nó khoảng 120 mấy khối. À, nhưng mà đây chưa tới 3 tấc, chứng tỏ là trong này nó chừng 90 mấy khối nước thôi. Đó. Như vậy là gì? Các anh chị phải cho ăn rất là dày, tức là hiện giờ các anh chị cho ăn 8 cử, trong vòng 10 ngày đầu các anh chị cho ăn 8 cử. Đó, tức là trong đó 3 cử Kobe bot, mỗi cử cử đầu là 600 g mà. Cử 2 400, cử 3 400. Cử đầu cho ăn mấy giờ? 7 giờ sáng ăn cử Kobe bot, 9 giờ sáng ăn Kobe bot và 9 giờ tối. 9 giờ tối ăn Kobe bot và những cử còn lại cho ăn thức ăn. Ha. Mà nên nhớ các anh chị cho ăn thức ăn loại tốt nha. Sau này Huy sẽ bật mí cho các anh chị cái loại thức ăn rất đặc biệt ha, cho ăn. Huy muốn thử nghiệm cho nó hoàn chỉnh đâu đó rồi Huy mới thông báo cho các anh chị. Cái loại thức ăn này rất đặc biệt, chuyên dùng cho tôm dèo, mật độ cao. Đó. Các anh chị rất là ngạc nhiên khi một cái hồ 100 mấy khối này mà dèo tới 600.000 con tôm và tôm rất là đều. Ha, tôm rất là ok, màu gan đẹp, mọi thứ đẹp hết. Tất nhiên là phải giữ gan bằng cách dùng hớt cua. À, sáng đánh bao nhiêu chai con? Sáng 2 chai, chiều 2 chai. À, sáng hả? Tối 2 chai, tối mấy giờ đánh? 10 giờ đánh 2 chai, sáng mấy giờ? 8 rưỡi đánh 2 chai. À, thì mới giữ được cái màu gan tốt được các anh chị. Đó, ăn thua là chúng ta giữ cho nó tốt, chứ đừng có sợ tốn kém. À, càng sợ tốn kém, tôm càng yếu, chậm phát triển, xảy ra bệnh, lúc đó mình xử lý, mình điều trị nó còn nhiều tiền hơn. À, thì đó là cái cách mà Huy làm ở đây. À, khi mà chúng ta lọc qua bình này, tôm sẽ rất mắc khoáng rất là nhiều. Chính vì vậy, sáng phải đánh khoáng, chiều phải đánh khoáng. Sáng chúng ta đánh gì? À, mix 200 kết hợp với gì? Alkali. Hai loại thôi. À, có hai loại thôi. Đánh bao nhiêu một ký, bao nhiêu ký? Mỗi lần đánh là 100 một ký. À, một ký alkali, một ký mix 200. À, ok. À, trong mix 200 thì như các bạn đã biết thì mix 200 có chứa rất là nhiều canxi và magie, kali. À, và khoáng vi lượng. À, alkali thì nó là sodium bicarbonate, nó tăng cái kiềm. Đó. À, và hiện nay là kiềm con đo là bao nhiêu rồi? 125. Kiềm 125. Cho đây. Kiềm 125. Canxi bao nhiêu? Canxi là chưa đo. Magie? Con chưa đo. Anh Trí đo hả? À, rồi ok, lát nữa Huy sẽ thông báo cái chỉ số canxi magie ở trong ao này. Con vô con lấy để chú nói ngoài này luôn. Có ghi con sổ phải không? Dạ, con chạy vô con lấy. Rồi, một lát Huy sẽ lấy thông báo cho các anh chị và qua hồ thứ hai. Màu nước rất đẹp ha. Rồi đây một hồ thứ hai, các anh chị thấy màu nước cũng y như hồ số 1, không khác gì hết. Cũng là màu tàu khuê. À, cũng là màu tàu khuê rất là ok. Các anh chị thấy không? À, rất là ok luôn. Bọt vẫn nhuyễn, vẫn trắng. Bọt lên là nổ ngay. À, bọt lên nổ ngay. Thành bờ rất là sạch. Trong quá trình mà sục khí vi sinh lên á, thấy không? Nó sẽ bám những cái bợn ở trên này. Thì những cái bợn như này các anh chị chịu khó một ngày lau cho nó 2 lần. Đừng có để nó lơ lửng nó nằm ở đây, nó sẽ vi khuẩn nó bám vô đây. Mà đặc biệt các anh chị nên nhớ là gì? Độ mặn càng cao, nhiệt độ càng cao, vi khuẩn phát triển kinh khủng. Nếu các anh chị không khống chế vi khuẩn được là cực kỳ nguy hiểm. Ha.
à, cực kỳ nguy hiểm. Đó là cái mà lý do tại sao Huy muốn là vi sinh đánh phải nhiều. Có nhiều anh chị nó phụ thay nước đánh vi sinh làm gì, cái điều đó không đúng. Hệ thống vi sinh nó phải đảm bảo ở một cái ngưỡng độ cao. Thứ hai vi sinh nó sẽ giúp cân bằng cái pH trong ao. Đã, rất quan trọng. Rồi chúng ta qua tôm nha. Đây, các anh chị thấy Huy đánh hơi cua rất là nhiều. Hơi cua này rất là nhiều. Đây, Huy thùng luôn nè. Đấy, rất là nhiều ha, rất là nhiều. Đó, đây, ăn ca lai nè. Đó, ăn ca lai. À, còn gì nữa. Rồi, mít 200 nè. À, mít 200 nè. Đấy, Huy đánh có 3 loại đó thôi, với lại vi sinh. Rồi, có nhiều đó thôi, có gì đâu. Rồi, bây giờ chúng ta dỡ tôm nha. Mấy phút rồi? 16. Rồi, các anh chị thấy tôm rất là dày không? Tôm rất là ok. Đấy, phân quá trời luôn các anh chị. Tôm nhỏ mà rất là nhiều phân. Đó, đường ruột các anh chị thấy cực kỳ tốt không? Đó, đường ruột gan tuyệt vời, tôm rất là lanh. Đó, dày kinh khủng không? Hai bên đều rất là dày các anh chị nha, không có hao quân đâu. Bữa hôm bữa Huy dỡ lên là do nó kẹt cái dây. Đó, tôm trong như cước. Độ mặn 40/1000 nha các anh chị nha. Đấy, ok. Thì đó là những cái kinh nghiệm, những cái điều Huy chia sẻ hàng ngày cho các anh chị. Huy cam kết rằng cứ 2 ngày Huy có một clip từ hai cái hồ này. À, một cái điều đặc biệt là khoảng 5-6 ngày nữa Huy sẽ chuyển hai cái hồ này ha, sang tôm qua cái hồ lớn này. Và nuôi một các anh chị nha. Sang qua hai cái hồ lớn này. Đây, hồ này là khoảng cỡ gần 800 mét khối nước. Hồ này nó lớn nha anh chị nha, cao 1,5 m nha. Đó, đang lấy nước vô để mà vệ sinh, rửa hồ, vệ sinh sạch sẽ. Này, trước đây mấy ngày nay là Huy trữ nước ở trong này, bây giờ đưa vô để vệ sinh rửa hồ. À, vệ sinh tức là đưa vô để mà xử lý một lần để cấp cho bộ cho bên kia và vệ sinh rửa hồ. Rồi Huy giới thiệu thêm một cái nữa là một cái hồ nữa chuẩn bị. À, 30 này Huy thả giống nha. Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị cái cách lắp đặt hệ thống oxy. Hệ thống oxy, hệ thống nước bên trái các anh chị, hệ thống nước nước này là nước trước khi mà đưa vào ao xử lý. Huy không có dùng máy phát điện nữa các anh chị, máy phát điện bán hết. Đây, sử dụng cái máy oxy, cái máy này AT80 của Hai Lúa. À, các anh chị search lên số điện thoại Hai Lúa là mua Hai Lúa nha. Motor, máy nổ này có 6 triệu mấy cái thôi. Motor Hai Lúa này khoảng 8 triệu mấy cái, 8,2 triệu. Motor khoảng 2 triệu mấy. Đấy, là nguyên cụm này. Đấy, giật cái nổ thôi. Mỗi một hồ 800 mấy khối hoặc là 120 mấy khối, 500 mấy khối, dùng một cái motor này thôi. Và cách đi oxy các anh chị thấy, một cái đường ống này để trữ nè, để trữ oxy nè. Này là 4 mét nè, trữ oxy vô đây. Và từ đây nó đi ra nhánh. Một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh, năm nhánh, sáu nhánh, bảy nhánh, 2, 4, 6, 7. Đây là cái cách thiết kế của bạn Quân ha. Quân cũng là kỹ thuật. À, mà giờ Quân đang về Sóc Trăng làm ở Sóc Trăng rồi. Đấy, và đi nhánh vô thôi. Và có những cái van để điều khiển oxy trên đó. Đó, đây là cái con ngựa ha, con ngựa. Ống này ống 90 các anh chị nha. Ống nano. Đó, hai cái miếng hai bên này cũng rẻ thôi. Làm một cục này chừng có 60-70 ngàn gì đó một cục thôi. Đó, và các anh chị đây thấy là nước bây giờ nước mới vừa cấp qua. Nước này là mới xử lý clo thuốc tím. Tới chiều nay nó sẽ hết cái màu thuốc tím này, nó sẽ xanh nó màu nước lại. Và khi nó xanh nó màu nước lại rồi, Huy bắt đầu cấy vi sinh. Và ngày mai sẽ cấy tảo vô đây. Huy muốn cấy tảo để cho nó ổn định màu nước, pH nó thấp xuống. À, ổn định màu nước xong đâu đó rồi Huy mới làm động tác là gì? Cho tôm về. À, để nó không bị sốc tôm. À, làm gì làm màu nước phải đẹp, tảo khuya phải lên. 2 ngày rồi xong rồi chúng ta thả tôm. À, là cái cách bài bản như vậy thì tôm chúng ta không bị sốc được.
đặc biệt không sốc pH. Không sốc pH thì tỷ lệ nó rất là cao, tỷ lệ sống rất là cao. Đó. Mới ban đầu tôm nhỏ các anh chị đi oxy thành, sau đó các anh chị vặn bớt van ở ngoài kia lại, khóa bớt lại, đi ít thôi. Khi nào tôm càng lớn rồi thì mới đẩy cái lượng oxy càng mạnh lên. Đó. Để cho nó tôm nó ăn được. À. Nhưng mà không sao cả, tôm ít tôm nhiều, cái quan trọng là chúng ta phải kiểm tra được cái nồng độ oxy bằng cách dùng máy đo oxy thì chúng ta mới khẳng định được. Nên nhớ trong tất cả những cái lúc mà quy thả đến tới bây giờ, những ngày nào cũng vậy, độ mặn lên tới 40 phần nghìn, nhiệt độ rất cao, không có mưa. Chính vì vậy một cái điều rất là xảy ra là gì? Oxy buổi chiều rất thấp, 12 giờ trở đi bắt đầu oxy xuống dưới 4.5 rồi các anh chị, buộc Huy phải đánh oxy oxy tap, và 12 giờ đêm cũng đánh oxy tap, thậm chí Huy đánh từ lúc 7 giờ rồi các anh chị, để tăng cường cái nồng độ oxy để tôm tối nó cứng cáp, nó lột vỏ tốt và không bị stress. Thì đấy là những cái cách Huy làm, và mong rằng thông qua clip ngày hôm nay Huy giới thiệu sơ bộ như vậy cũng có những cái điều rất là hay giúp cho các anh chị có một bài học nhỏ nhỏ nào trong quy trình nuôi của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.